Xin chào, lại là Trường và Mong Oan đây. Khi mà lựa chọn một chiếc laptop, mọi người sẽ có hai sự lựa chọn. Một là mua hàng cũ, hai là mua hàng mới. Mua hàng mới thì sao? Mua hàng mới chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm đầu tiên về chiếc máy của chúng ta. Khi mà trải nghiệm nó là bóc siêu ra này, chúng ta sẽ được lần đầu tiên sử dụng máy và chiếc máy đó sẽ lần đầu tiên được hoạt động. Chúng ta rất là an tâm. Cùng với đó sẽ có bảo hành mặc định 12 tháng của hãng nữa. Nhưng mà một vấn đề cực kỳ nhức nhối, cực kỳ là lớn khi mà chọn một chiếc laptop mới, đó là gì? Giá, đúng không? Giá của một chiếc laptop mới không hề rẻ và rất là cao, đặc biệt là với những cái dòng MacBook như thế này. Như vậy thì những đối tượng lựa chọn MacBook nhưng mà chưa có tài chính lớn lắm thì sẽ có một vài cái sự lăn tăn, không biết có nên mua máy mới không hay là chọn máy cũ. Chọn máy cũ thực ra là một lựa chọn rất tốt. Và nó tốt như thế nào? Hãy cùng vào video này để tìm hiểu với mình nhá. Intro. Ở Mac One đã có đầy đủ các sản phẩm MacBook từ cũ đến mới. Mọi người có thể lựa chọn tùy theo tài chính hoặc tùy theo sở thích của mình, từ những dòng sản phẩm 2017 đến tận những chiếc máy mới nhất, đó là Pro 2023 đều đang có ở Mac One. Link mua hàng mình để ở phía bên dưới nha. Ok, lựa chọn một chiếc máy cũ, chúng ta sẽ có những cái điểm lợi hơn gì so với máy mới? Đầu tiên chắc chắn là về giá rồi. Một cái lẽ đương nhiên, những cái máy đã qua sử dụng thì chắc chắn giá phải thấp hơn so với máy mới. Cụ thể ở đây mình có một cái sản phẩm, đó là MacBook Air 2020. Ở trên trang web của Mac One đang bán chiếc MacBook Air 2020 bản 13 inch, có hình 8256, giá là 17.990.000. Giá này là tại thời điểm mình đang ra video này nhé. Còn đối với giá mới sẽ là 19.990.000. Như vậy chúng ta có thể thấy là giá đang chênh nhau khoảng 2 triệu. Đối với 2 triệu này, mọi người có thể tiết kiệm để mua thêm cổng chuyển này, mua thêm chuột này, mua thêm các cái phụ kiện để tối ưu cho chiếc laptop của chúng ta là tốt nhất. Ngoài ra nữa, càng tiết kiệm được nhiều thì càng tốt. Đối với những đối tượng như thế nào, như là sinh viên này, học sinh sinh viên chẳng hạn, hoặc là những người mới trải nghiệm sang MacBook, họ muốn có một cái trải nghiệm tiết kiệm nhất để xem mình có phù hợp với cả macOS hay không, thì đó, những cái đối tượng như thế cũng rất là quan tâm nhiều về giá và tối ưu giá tốt hơn thì đương nhiên mọi người sẽ chọn, đúng không? Và laptop cũ làm được điều đó. Ưu điểm thứ hai khi mà lựa chọn những chiếc laptop cũ, đó là nhiều sự lựa chọn hơn. Để mình đếm cho mọi người trước nhé, những cái dòng sản phẩm máy mới hiện tại đang có của MacBook đó là gì? MacBook Air 2020, MacBook Air 2022, MacBook Pro 2022, MacBook Pro 2021 và MacBook Pro 2023. Tổng cộng là có 5 dòng sản phẩm. Và không phải là đối tượng nào cũng có thể chạm đến những cái dòng sản phẩm như thế và lựa chọn những dòng sản phẩm đó cho bản thân mình. Cùng với đó, chưa chắc những dòng sản phẩm đó đã phù hợp cho những một số công việc đặc thù. Nhưng máy cũ thì có. Một số programmer họ cần đến boot cam, họ cần đến chip Intel và họ cần đến Windows, nhưng mà phải ở trên máy Mac. Thì lựa chọn những chiếc Pro 2019 16 inch chẳng hạn này để làm lập trình này hoàn toàn được. Hay là mọi người muốn chọn sang E2017 để trải nghiệm thử xem là MacBook nó dùng như thế nào. Thì đấy, có rất nhiều các cái đối tượng khách hàng họ muốn lựa chọn máy cũ để phục vụ cho cái nhu cầu đặc thù của họ, chứ chưa chắc đã là những chiếc máy mới đã đáp ứng được hoàn toàn đâu nhé. Và thị trường máy cũ có thể đáp ứng được rất nhiều các tệp khách hàng đấy. Ưu điểm thứ ba đối với laptop cũ, đó là chính sách bảo hành. Đối với máy mới thì gần như là chúng ta ít khi phải lo lắng nhiều về việc là máy có vấn đề gì hay không, hay là máy có lỗi hay không. Xác suất lỗi là có nhưng mà nó rất nhỏ, không đáng phải lo lắng lắm. Còn đối với máy cũ thì sao? Nó sẽ có nhiều rủi ro hơn. Đương nhiên là như thế. Ví dụ như là người dùng trước họ có mang máy ra quán cà phê và lỡ bị một đứa trẻ đó đổ nước lên hay không này, hay là họ có cắm sạc dùng liên tục hay không này, hay là rất nhiều các yếu tố khác làm chúng ta lo lắng. Nhưng mà đừng lo, nói riêng ở Mac One thôi, đội ngũ kỹ thuật ở Mac One là đội ngũ chuyên nghiệp, họ đã có rất nhiều kinh nghiệm về việc sửa chữa máy này, bảo hành máy, cũng như là việc kiến thức về MacBook rất là chắc. Vì vậy quy trình đầu vào ở Mac One sẽ là kiểm tra máy kỹ càng này, tất cả các bước về tất cả các linh kiện ở trên máy. Từ đó sẽ đưa ra các cái kết quả chính xác nhất là liệu có nên bán chiếc máy này cho người dùng hay không. Và mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về việc máy ở Mac One chắc chắn là tốt. Tiếp theo đó, bảo hành của máy cũ nó sẽ khác hơn, đó là có một đổi một miễn phí. Đối với cả máy mới khi mà mọi người mua ấy, muốn có một đổi một mọi người phải mua thêm các gói bảo hành cao hơn so với bảo hành mặc định. Và mọi người phải bỏ thêm chi phí ra cho bảo hành đó. Trong khi đối với máy cũ, gần như tất cả các máy đều sẽ có bảo hành một đổi một trong vòng 1 tháng. Bất kỳ lý do gì mọi người không thích về chiếc máy đó, hoặc là máy có lỗi do nhà sản xuất, chỉ mong là mọi người không làm ảnh hưởng đến chiếc máy đó một tí nào thôi là được. Như thế thì cái điểm lợi là gì? Điểm lợi đó chính là nếu mọi người không phù hợp với chiếc máy này, chẳng hạn như bạn là một người làm về thiết kế nhưng lại chọn máy E, cảm thấy nó không phù hợp, mọi người có thể đổi sang làm Pro rất là dễ, đúng không? Máy mới thì không có điều này nếu mọi người không mua bảo hành thêm. Cùng với đó, vẫn còn bảo hành 11 tháng còn lại, tổng bảo hành vẫn là 12 tháng.
và bảo hành thời gian cũng giống như bảo hành máy mới. Đó là một điểm lợi mà mọi người rất nên quan tâm khi mua một chiếc máy cũ, đúng không nào? Ok, vừa rồi là 3 chia sẻ của mình về việc laptop cũ có đáng mua hay không. Hy vọng là qua video lần này mọi người sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho một người bạn đồng hành trong công việc của mình. Cùng với đó, nếu như mọi người vẫn còn lăn tăn về việc là máy cũ có an tâm hay không, hay là có tin tưởng được rằng là thợ kỹ thuật kiểm tra kỹ hay không, thì mình sẽ lên thêm một video nữa hướng dẫn cho mọi người cách để kiểm tra MacBook mới nhất. Mọi người hãy đón xem vào video này nhé. Và nếu mọi người quan tâm đến video tiếp theo hay là chính video này, hãy để lại bên dưới phần comment ý kiến của mọi người nhé. Cùng với đó để lại một nút like, một nút đăng ký kênh cho kênh YouTube Mac One. Cảm ơn mọi người đã xem hết đến video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.